Nếu như bạn có cơ hội được khiêu vũ cùng với những người phụ nữ xinh đẹp này, bạn chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng nếu như tôi nói với bạn, bọn họ đều là những nhà tâm linh, chỉ dựa vào đôi mắt của bạn có thể nói lên được bí mật thầm kín trong trái tim bạn, thì bạn còn dám không? Thử thách lần này, tổ chương trình mời đến những bậc thầy trong cuộc thi khiêu vũ. Các nhà tâm linh phải đeo khăn bịt mắt. Các diễn viên sẽ nhảy chung với các nhà tâm linh một bài. Các nhà tâm linh phải dựa vào khả năng siêu nhiên của mình để đoán xem họ là ai. Người đầu tiên tham gia là Julia. Rõ ràng là cô ấy không hề thích thử thách lần này. MC chỉ có thể dừng thử thách lại dựa vào đoạn tiếp xúc ngắn ngủi trước đó. Julia có thể tìm ra người nhảy cùng là ai không? Cô bước đến trước mặt người đàn ông đầu tiên. Julia bắt đầu cảm nhận. Biểu hiện kích động của người đàn ông chứng minh Julia nói hoàn toàn đúng. Julia lại đến trước mặt người đàn ông thứ hai. Hóa ra người đàn ông có quan hệ phức tạp với một nữ vũ công. Điệu nhảy của họ nói lên tất cả. Оказалось, Слава и сам до этого момента сомневался, что такое с ним и правда было. Ну что было? Я был очень-очень маленький, но я ходил уже, не помню, как мама рассказывала. У нас колодец был прямо по земле и метр воды. И я у него упал, но я не утонул. Я лежал сухой на воде. 接着，助力王走到了之前的舞伴面前。
интересно. Ну, ты очень увлекаешься этим, ты знаешь. Ты на самом деле участие в шоу очень переживает, да? Julia nói không sai. Người đàn ông suýt bị loại khi vừa mới tham gia. Mà tính cách độc lập khác biệt của anh ấy khiến anh có xung đột với các bạn diễn, thậm chí là đạo diễn. А вот у Джулии вариантов больше не было. Она выбрала себе партнера. Nhưng thật đáng tiếc, Julia cuối cùng đã chọn sai người. Mặc dù kết quả thử thách lần này là sai, nhưng tất cả những người có mặt ở trường quay vẫn tin vào khả năng của Julia. Julia nói ra bí mật, chỉ có bọn họ mới biết, nhà tâm linh tiếp theo là phù thủy. Cô rõ ràng không bài xích thử thách như Julia. Trong lúc nhảy, cô thậm chí còn hình dung ra dáng vẻ của người đàn ông. Меня ростом. Может быть, даже есть растительность какая-то. Ой, можно вашу руку? Нельзя. Это правда. И то, что из-за сердца, я не помню, какие там правильные заболевания или что это, да? Ну да, это было вот как есть. Здравствуйте.
молодой человек, правда, как бы мне не хотелось этого, это будет молодой человек в шляпе. Thử thách lần này hoàn toàn đảo ngược thế giới quan của những vũ công này. Bọn họ tin rằng trên thế giới này thực sự tồn tại những nhà tâm linh có năng lực đặc biệt. Còn dự đoán của các nhà tâm linh có giống các bạn không? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để xem khả năng dự đoán của bạn nhé.